Chơi hụi là làm gì? Làm sao chơi hụi có lãi và tránh bị giật hụi đây? Một trong những nguyên nhân khác khiến nhiều người ồn ồn chơi hụi chính là mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn, từ 1,5 đến 2% một tháng, thậm chí có nơi lên đến 15% một tháng. Đây là những câu hỏi mà hôm bữa bạn tôi nó hỏi. Ủa anh, em nghe nhiều người nói dụ gì chơi hụi lắm, mà em coi Google có nó giải thích mà em không hiểu gì hết trơn. Anh làm clip giải thích được không? Thì đây là cái clip đó. Nghe tới đây chắc nhiều bạn sẽ: ủa sao kỳ vậy anh? Tụi em cũng kêu anh làm clip này clip kia mà anh không làm. Bạn anh nói cái anh làm liền. Bạn anh mà. Với lại anh cũng có nói trong cái phần comment anh pin ở mọi clip luôn. Bạn nào mà muốn tôi làm cái clip nào thì bạn chỉ cần gửi cái thông điệp kèm donation qua Momo, PayPal, Venmo. Cái số càng bự thì clip đó sẽ càng xuất hiện nhanh. Còn nếu mà không có gì cả thì có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm clip. Cố gắng đợi đi ha. Nói về chuyện chơi hụi thì thực ra hồi nhỏ tôi cũng đã từng thắc mắc và ba tôi giải thích cho tôi. Chỉ vài phút thôi là tôi hiểu liền. Bởi vì ba tôi có khả năng sư phạm rất là cao và tôi được hưởng cái đó, di truyền cái đó. Nhưng mà bây giờ ba tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cho nên tôi đã từng làm cái clip nói về làm sao đối diện với nỗi đau mất mát người thân. Các bạn coi trong phần pin comment sẽ thấy cái clip đó dành cho những ai cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Còn clip hôm nay tôi sẽ giải thích về chuyện chơi hụi, làm sao để chơi hụi có lãi và tránh bị giật hụi. Vô clip rồi sẽ hiểu. Chơi hụi nè, nhóm họ nè, rồi phường nè, huê nè là cách thức gọi chung của những hình thức huy động vốn. Huy động vốn là làm sao? Đó là bạn cần tiền để có thể làm một việc gì đó, chẳng hạn như là donate cho Như Leo để mà chúc mừng sinh nhật ảnh. Hoặc là kinh doanh thì bạn có thể đi ra ngân hàng để mượn tiền. Nhưng mà ngân hàng thì sẽ cần nhiều thứ giấy tờ mà bạn không có thì nó mệt mỏi lắm, chứng minh đủ kiểu. Thôi, mình chơi hụi cho nó lẹ, mình hốt hụi cho nó nhanh. Thì chơi hụi tức là kiếm những người cũng có nhu cầu như bạn và tạo thành một cái nhóm để chơi hụi. Nhóm đó sẽ gọi là dây hụi. Và những người mà đóng tiền hụi ở trong đó thì sẽ được gọi là con hụi. Người nào hốt nguyên cái đóng tiền mà những người khác đóng sẽ gọi là hốt hụi. Ví dụ có một nhóm 12 người, mỗi một tháng mỗi người sẽ đóng 1 triệu đồng. Thì đó là những con hụi trong cái dây hụi 1 triệu đồng đó. Và cái người quyết định: tháng này tôi có nhu cầu lớn nhất cho nên cho tôi hốt hụi đi. Và người ta sẽ gom hết 12 triệu đó. Thì người đó là một người hốt hụi. Tới đây chắc nhiều người sẽ hỏi: à, em cũng thấy khá là đơn giản đó. Nhưng mà thí dụ sau khi em hốt hụi rồi, em không muốn đóng tiền hụi nữa được không? Thì người ta đóng vô mặt em mấy cú đó. Khi mà đã tham gia một đường dây hụi là phải tham gia cho tới hết. 12 người là phải đóng hụi liên tục 12 tháng. Chứ làm gì có chuyện đóng 1 tháng xong rồi nghỉ. Chuyện đó là không có được, mức dại lắm, ok. Không có ai cho chơi kiểu đó đó. Không có tham gia được gì tại em không có uy tín. Em nhận tiền xong em bỏ chạy. Thì người mà hốt hụi rồi, những tháng sau người ta vẫn phải đóng tiền thì gọi là hụi chết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người đó tháng 1 người ta hốt hụi thì tháng 2 cho đến tháng 12 người ta vẫn phải đóng hụi. Tại vì những người khác người ta tới phiên người ta hốt hụi mà. Nếu mà anh không có đóng thì tiền đâu để tụi tôi hốt hụi? Đây là hình thức huy động vốn của những người mà chung quanh cũng có cùng hoàn cảnh với nhau mà. Giờ anh đè anh đóng tiền xong rồi, cái anh đè anh không đóng nữa, đâu được. Còn nếu mà bạn muốn hốt hụi nữa thì không có cái chuyện mà bạn hốt hụi tháng 1 xong rồi bạn hốt hụi tháng 3, không có. Bạn phải đợi hết cái dòng tour đó xong rồi bạn qua năm sau. Tại vì có 12 người cho đủ năm cho nó dễ hiểu. Thì qua cái năm sau hoặc là hết cái tour đó thì bạn mới được tiếp tục được hốt hụi. Rồi, dễ hiểu chưa? Những người mà sau khi hốt hụi xong vẫn tiếp tục đóng hụi thì được gọi là hụi chết. Còn những người mà chưa tới lượt mình hốt hụi, có thể là bởi vì người ta có nhiều tiền hoặc là người ta đợi hốt hụi về cuối á, thì nó sẽ lời nhiều hơn. Những người đó là hụi sống. Thực ra cái hình thức này rất là dễ hiểu nếu mà bạn đổi lại là chuyện đi ăn đám cưới. Chính những người mà tổ chức đám cưới là những người đã hốt hụi lần đầu tiên và sau đó người ta sẽ thường xuyên đóng hụi chết. Tại vì những người mà đi ăn đám cưới của mình rồi bây giờ tới phiên đám cưới của người ta là mình phải đi lại chứ, đúng không? Thì người ta sẽ đóng hụi chết đó, vậy cho nó dễ hiểu. Nhưng mà thiệt ra có nhiều trường hợp đã đi ăn đám cưới người khác rồi nhưng mà nghỉ công ty, xong rồi bây giờ mời không biết tụi nó có đi không, là trường hợp mà cơ bằng đóng hụi sống mà thành hụi chết như là tôi nè. Tôi kệ, đừng nói nữa chứ không mọi người sẽ loạn lắm. Ok, bỏ qua cái vấn đề đó đi. Tại sao lại có chuyện nhiều người không chịu hốt cho sớm? Thì nó vấn đề nó nằm ở đây là như vậy. Chơi hụi á thì phải có lãi người ta mới chơi, chứ không có cái chuyện là 12 người cứ người bắt đầu 1 triệu 1 triệu 1 triệu cứ đóng vậy đó, vậy thì chơi làm gì, đúng không? Với lại làm vậy cũng không có ý nghĩa gì hết trơn hết á. Hồi ban đầu thì có chơi kiểu như là không có lãi liếc gì hết mà chỉ có 2-3 người chơi với nhau, thường là trong gia đình hoặc là bạn bè cực thân. Nói chuyện cơ bản cái đó không phải gọi là chơi hụi nữa mà là cho mượn tiền với nhau thôi. Thì bây giờ hầu hết là những người không biết gì nhau hết người ta mới nhảy vô người ta chơi hụi để mà người ta kiếm lãi. Tại vì cái người mà hốt hụi chót á thì người đó mới ăn nhiều tiền nhất, và người đó thường sẽ là chủ hụi. Chủ hụi là ai? Chủ hụi là một người phải có uy tín. Đầu tiên cái quan trọng nhất á, tại vì nếu mà không có uy tín thì không ai chơi hụi, không ai đóng hụi, không ai tham gia cái đường dây hụi đó hết trơn á đó. Tại biết mày là ai đâu, tự nhiên mày vô mày kêu: mọi người tham gia đường dây này đi, dây hụi này ha, một lần có 1 tỷ thôi à, bảo đảm ngon lành nhiều tiền lắm. Mà nhìn mặt
Trời đất ơi, trên răng dưới không có cái quần què gì hết trơn mà mày nữa nên tẩy, không có đâu. Người đó có uy tín và người đó đồng thời phải có tiền. Tại vì có tiền mới chịu được tới cuối cùng. Cứ một tháng góp, gán góp tỷ tới cuối năm mới hốt được 12 tỷ. Thành ra nó mệt lắm. Và có quan trọng nữa là phải có lực, có máu mặt. Để làm gì? Để những cái thằng mà hụi chết á, thường hốt hụi xong là nó mất động lực, nó đóng hụi rồi. Ăn tiền xong rồi tự nhiên nó phải nhả ra, bực mình lắm không được. Thành ra những người đó phải có lực để tới tận từng cái con hụi chết nói: giờ cưng mà không có đóng hụi chết á là coi chừng cưng chết đó nghe chưa cưng. Một tay của qua thôi, tát qua trái, tát qua phải là mặt của cưng là nát bấy luôn đó, đóng tiền đi nghe chưa. Thì đó là cái lực của người chủ hụi. Bởi vì người chủ hụi ngoại trừ cái tiền mà người ta hốt hụi chót á, người ta có lãi, thì người ta còn có được cái tiền thảo, tức là tiền hoa hồng nữa. Tại vì tôi là người đảm bảo cho cái đường dây này nó chạy được, thì tôi phải có cái phí gì đó chứ. Như vậy cho nó dễ hiểu nè, một cái đường dây hụi có 12 người, mỗi người đóng 1 triệu đồng. Tiền thảo thì thường sẽ từ 5-20% của cái tiền hụi đó, coi như là 200.000 là maximum đi. Thì cái người đầu tiên hốt hụi á, người ta sẽ dựa trên cái tiêu chí gì? Đây là cái làm cho nhiều bạn cảm thấy rắc rối nè. Tại vì ai cũng có nhu cầu hết, ai mà không có nhu cầu? Tôi lúc nào cũng có nhu cầu xài tiền hết. Thì cái người đầu tiên mà muốn hốt hụi, người đó phải kêu hụi. Kêu hụi là sao? Tức là người ta sẽ nói ra một con số mà người ta chịu lỗ để người ta có cái quyền hốt hụi vào lần đầu tiên. Thí dụ như người ta kêu hụi, người ta nói là: tôi kêu hụi lần 110.000. Thì có nghĩa là cái lần đầu tiên đó, mặc dù cái số tiền đóng hụi là 1 triệu, nhưng bởi vì anh đó, anh kêu hụi là 110.000. Cho nên 11 người đóng vô cái hụi đó, họ chỉ phải đóng là 890.000 thôi. 1 triệu trừ cho 110.000 là 890.000. Thành ra anh này, anh chỉ hốt hụi được là 890.000 nhân cho 11. Sau đó, anh còn phải trừ ra 200.000 tiền thảo cho cái anh chủ hụi nữa. Thành ra tiền của anh kêu hụi đầu tiên là ít nhất. Nhiều bạn sẽ nói: ủa vậy kêu hụi đầu tiên làm gì? Đúng rồi, chỉ có những người mà người ta có cái nhu cầu cấp thiết lắm thì người ta mới hốt hụi lần đầu tiên thôi. Chứ không người ta cũng đợi tới gần sau. Từ tháng 7 trở đi á, là những người đó là những người có lời. Lát nữa cho các bạn coi Excel rồi các bạn sẽ biết là lời như thế nào. Lời bao nhiêu. Thí dụ bây giờ là một người vào tháng thứ 3 đi, người ta sẽ kêu hụi. Thì anh tháng đầu tiên anh kêu 110.000, anh tháng 2 chắc chắn sẽ kêu ít hơn. Khùng sao kêu nhiều hơn, lúc đó kêu còn có 100.000 à. Anh tháng 3 còn kêu có 90 à. Thì cái anh tháng 3 anh sẽ nhận được số tiền là như thế nào? Đầu tiên, những đứa mà đã hốt hụi ngay từ lần đầu tiên rồi á, thì mấy anh đó sẽ trở thành hụi chết. Và hụi chết là phải đóng full. Thì qua tháng thứ 2 anh phải đóng 1 triệu. Tháng thứ 3 anh cũng đóng 1 triệu. Còn cái anh tháng thứ 3 thì anh sẽ bắt đầu, anh nhận được 2 triệu của anh tháng 1 với anh tháng 2. Tại hai người này đã thành hụi chết rồi. Hụi chết phải đóng full hụi, không có còn mà được trừ mẹ gì nữa. Và cái số tiền của những người kia sẽ là 1 triệu trừ cho 90.000. Tức là một anh sẽ góp lại cho ảnh là 910.000. Cộng cái đóng đó lại, 2 triệu cộng với 910.000 nhân cho 9, sau đó trừ ra 200.000. Cái số tiền đó, coi cái bảng Excel này là biết. Hốt hụi tháng 1, tháng 2 lỗ chết cộng đồng mạng, giống như là mượn tiền ngân hàng 20% một năm. Hốt hụi từ tháng 7 trở đi á thì mới lời, mà hốt hụi chót như chủ hụi lời 81% một năm, trời ơi. Nhưng mà cũng rủi ro cao lắm mà nha. Còn nếu mà bạn thấy những cái đường dây hụi nào mà cái số tiền thảo mà nó lên tới 50% thì đó là bắt đầu thành cho dây cắt cổ rồi. Thành ra phải né, né để tránh những cái đường dây hụi đó. Tại vì rất có khả năng là chủ hụi sẽ giật hụi. Giật hụi là tại vì sao? Như thế nào gọi là giật hụi? Giật hụi tức là chủ hụi á, ăn rất là nhiều tiền. Tại vì thường chủ hụi không bao giờ chỉ làm chủ hụi trong một đường dây hụi, mà là có rất nhiều đường dây. Những đường dây đó chạy song song với nhau, không ai biết hết. Và cuối cùng là một lúc nào đó chủ hụi thấy má nhiều tiền quá, giờ tự nhiên cứ mỗi tháng phải đưa tiền cho tụi nó. Hoặc là giờ lỡ ăn tay quá tráng rồi, giờ làm sao nữa? Lỡ donate cho anh leo quá trời rồi, giống như coi cái clip này xong thấy trời đất ơi, má clip hay dễ sợ, coi không là hiểu hết từ đa tới á về cái chuyện hụi hụi này luôn. Mình ngay lập tức mình giật hụi, ôm tiền bỏ trốn. Tất cả những người còn lại đi ra công an báo, mà báo xong cũng có biết nó chạy đâu. Mà chưa kể là thường những người chơi hụi á, chỉ có giấy viết tay, hoặc là chỉ có kiểu giống như là anh nói nhà anh giàu vậy, nằm nghe mặt tiền vậy, sao mà anh bỏ anh chạy được, đúng không? Mình cũng cần gì giấy, người đó có uy tín vậy thôi, không cần phải vậy đâu. Với lại còn nhiều đâu, có 1 triệu, 2 triệu tháng à. Nhưng mà ta chơi cả chục đường dây mà tháng ta ăn cả chục, tỷ ta bỏ chạy luôn á. Lúc đó mới táo quả, giờ đâu có làm gì được đâu. Thành ra chơi hụi nó có rủi ro rất là lớn.
nếu mà cái tiền phí, tiền thảo nó cao, càng về sau thì khả năng rủi ro càng cao. Tức là bạn là những người mà chịu tháng 7, tháng 8 rồi bạn mới kêu hụi để mà bạn ôm hụi á. Thật ra cái phần rủi ro nó sẽ như vậy. Nếu mà có 12 người á thì người tháng 7 sẽ bắt đầu là cái người mà có lời. Thì nếu mà bạn cảm thấy mà bạn chịu không nổi thì bạn hốt hụi ngay đó, thì bạn sẽ có lời ít nhất nhưng mà đã bảo toàn được số tiền của bạn. Còn nếu mà bạn mạnh hoặc là bạn nghĩ là bạn biết chắc chủ hụi này nó là người thế nào, bạn qua nhà nó, bạn thấy cái chỗ mà nó đầu hầm mà nó trốn rồi, bạn biết cái địa chỉ của 3-4 căn nhà của nó ở đâu, ở những vị trí khác ở bên Mỹ hay là gì hết trơn á, thì bạn có thể đi theo tới cuối cùng để mà bạn hốt hụi chót thì bạn sẽ lời nhất. Đó là cái cách đơn giản để mà bạn tránh bị giật hụi. Biết chơi hụi là như thế nào? Hy vọng đây là một clip sẽ giúp cho các bạn nhiều cái kinh nghiệm hơn và biết cái cách để mà mình tính toán để mình không bị chơi hụi mà dẫn tới những tình trạng như tôi đã nói, giật hụi, bể hụi. Clip dài rồi, tới đây là hết. Clip này không có nói gì hết về những cái clip về tâm lý gì hết trơn đó, mặc dù tôi sẽ nhét những cái đó vô cái phần pin comment ở dưới. Hy vọng là các bạn sẽ donate vì những cái kiến thức này giúp cho các bạn đầu óc phát triển hơn. Bấm share, bấm subscribe clip đây. Bye bye, hẹn gặp ở những clip khác.